Chiều 12 tháng 12, trao đổi với báo Người Lao Động, một lãnh đạo Tòa án Nhân dân huyện Đan Phượng, Hà Nội cho biết, phiên tòa xét xử Lê Văn Phú, tức Phú Lê, 40 tuổi, quê tại Yên Bái, và hai đàn em cùng về tội cố ý gây thương tích sẽ không diễn ra vào ngày 15 tháng 12 như dự kiến. Về nguyên nhân phiên tòa không diễn ra, theo vị lãnh đạo này, ngày 1 tháng 12, Tòa án Nhân dân huyện Đan Phượng đã quyết định đưa phiên tòa ra xét xử vào ngày 15 tháng 12. Tuy nhiên, đến ngày 2 tháng 12, gia đình bị hại đã rút đơn yêu cầu khởi tố. Theo đó, tòa đã kiểm tra và thấy hai bên đều trên tinh thần tự nguyện, nên theo quy định của pháp luật, tòa đã ra quyết định đình chỉ vụ án. Sau đó, Phú Lê và đàn em cũng được trả tự do ngay sau khi có quyết định đình chỉ vụ án, lãnh đạo Tòa án Nhân dân huyện Đan Phượng nói. Theo cáo trạng, cuối tháng 7 năm 2020, Lã Thúy Kiều, vợ Phú Lê và Trần Thị Đào, còn gọi là Đào Chi Lê, nảy sinh mâu thuẫn trong việc bán hàng online. Hai phụ nữ này nhiều lần quay video lăng mạ, thách thức và hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Cáo trạng xác định sáng 2 tháng 8, Phú Lê và Kiều gọi điện thoại cho Đào, hẹn gặp nhau tại huyện Đông Anh, Hà Nội để giải quyết dứt điểm mâu thuẫn. Khi đến nơi, Đào Chi Lê thấy nhiều đàn em của Phú Lê đang tụ tập nên quay về. Tối cùng ngày, Phú Lê cùng vợ là Lã Thúy Kiều và nhóm đàn em đến ăn uống tại quán ven hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai. Tại đây, Hoàng Văn Thụy đề nghị được đến nhà Đào Chi Lê để đánh chằn mặt. Phú Lê đồng ý và nói nếu gặp Đào Chi Lê thì đánh, không thì đánh mẹ và dì của Đào Chi Lê, nhưng tránh phần đầu ra. Sáng 3 tháng 8, Thụy và Tư đi xe máy đến nhà Đào Chi Lê ở huyện Đan Phượng. Theo cáo buộc, hai bị can đã dùng ống tuyết sắt tấn công khiến bà Nga, mẹ Chi Đào bị thương tích 1% và bà bé em bà Nga bị thương nhẹ. Từ vụ việc trên, theo các chuyên gia pháp lý, căn cứ theo luật hiện hành, Tòa án Nhân dân huyện Đan Phượng làm vậy không sai. Thế nhưng, tòa có thể chọn hướng xử lý khác để thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật, đó là vẫn đưa vụ án ra xét xử, cho dù nguyên đơn thật sự có rút lại đề nghị khởi tố.